Здравствуйте, thầy. Доброе утро. Доброе утро. Как дела? Хорошо. Лâu quá rồi không học, em gần mất một tháng đấy. Bài học cuối cùng của em ngày mùng 1 tháng 9. Hôm nay là 27 tháng 9 rồi, gần một tháng. Do của em là có hoàn cảnh riêng cho nên là hơi bị trục trặc một chút. Thế tiếng Nga còn nhớ không? Đâu không ôn lại, cũng quên quên một ít thầy ạ. Lại quên nhiều đúng không đấy? Tiếng Nga chúng ta phải học hàng ngày đấy. Thế và mỗi bài học thì em lại có video của cái bài học đó rồi, cho nên là chịu khó xem lại video đấy. Em chịu khó xem lại các video thì nó sẽ nhớ lại. Mỗi ngày em chỉ cần xem lại một video thôi. Sau 10 ngày thì là em sẽ hoàn thiện lại cái phần kiến thức của mình đấy. Đó, hiện nay em là bước sang bài số 10. Trong bài số 10 này thì nó sẽ nhắc lại cho em cái kiến thức chúng ta đã học trong bài số 9. Từ bài 1 đến bài số 8 là chúng ta đã hoàn thiện xong toàn bộ phần phát âm, làm quen với bảng chữ cái, và đồng thời chúng ta học được các kiến thức cơ bản nhất ở trong tiếng Nga. Trong bài 10 này cũng lại là một cái kiến thức cơ bản mà chúng ta đã học trong bài 9, đó là phần danh từ số ít và số nhiều. Chúng ta cần nhắc lại bởi vì sao là cái việc biến đổi danh từ từ số ít sang số nhiều nó rất quan trọng. Nếu như các em không biết biến đổi thì lúc đó các em sẽ không thể nói được vào câu đó. Cái bài học này em mới học đến bài 8. Đúng rồi, mới học đến bài 8. Như vậy trong cái phần bài này là chúng ta sẽ sang phần bài số 9 luôn đấy. Được chưa nào? Đấy, đó. Thế như vậy là trong cái bài số 9 này, đó là cái bài mà trước khi em xin tạm nghỉ đó. Bài này là cái bài về nội dung của nó là danh từ từ số ít chuyển sang số nhiều như thế nào đó. Khi mà học như thế chúng ta sẽ chia là danh từ giống đực, giống cái và giống chung. Cụ thể khi chuyển sang số nhiều thì nó sẽ có định dạng như thế nào từng loại danh từ. Đối với các danh từ giống đực thì thông thường đối với các danh từ giống đực người ta sẽ chia ra làm ba loại đuôi từ đó. Loại đuôi từ thứ nhất là loại đuôi từ mà có phụ âm. Cái PA này là giáo viết có nghĩa là phụ âm đấy. Phụ âm ở cuối từ, có phụ âm đó. Phụ âm ở cuối từ. Khi mà danh từ mà nó có phụ âm ở cuối từ thì nó sẽ biến đổi như thế nào? Danh từ có phụ âm, đây là phụ âm đấy, phụ âm đó. Phụ âm ở cuối từ thì nó sẽ cộng thêm ư. Ví dụ như là danh từ stone. Danh từ stone đó là danh từ giống đực mà có phụ âm L ở cuối từ đấy. Thì thêm ư vào nó sẽ thành là star, lười. Không những nó biến đổi, nó cộng thêm phụ âm, nó cộng thêm nguyên âm ư vào cuối từ, mà nó còn thay đổi luôn cả cái trọng âm. Trọng âm đáng ra phải là gì? Stone đấy. Khi sang số nhiều nó chuyển ra cái âm tiết đằng sau nó thành star, lười. Thế nhưng mà không phải là danh từ nào nó cũng đổi trọng âm. Nó tùy thôi, có danh từ thì nó đổi, mà có danh từ nó không đổi. Đó, thế sẽ nảy sinh ra một câu hỏi là gì? Thế làm thế nào để nhớ được? Các em không cần phải nhớ, mà các em chỉ cần, mà nhưng ngược lại các em lại cần phải làm cái gì? Cần đọc từng từ đó đấy. Các em đọc từng từ đó, bởi vì sao? Nó chả có nguyên tắc nào cả. Nhiều em cũng muốn quy nó vào thành một cái quy luật, nó không có quy luật đó. Thế vậy thì tốt nhất là gì? Chúng ta học từng từ, chúng ta nhớ luôn nó đấy. Đó, stone star lười. Đó, chúng ta đọc đi đọc lại 2-3 lần, 4-5 lần thì chúng ta sẽ quen thôi. Lần sau chúng ta mà đọc sai lập tức chúng ta sẽ cảm thấy nó ngượng ngượng luôn đấy. Đó. Thế như vậy là bây giờ mình sẽ cho một vài cái danh từ mà có cái đuôi nó là một cái phụ âm. Ví dụ chúng ta sẽ có từ don't. Chúng ta có từ don't. Don't đấy. Thế khi sang số nhiều thì nó sẽ thành danh từ. Em thấy chưa nào? Nó không biến đổi, giống hệt như vậy đấy. Tức là don't, trong âm rơi vào ô, don't. Khi sang số nhiều thành danh từ. Như vậy các em nhìn thấy là gì nào? Cái từ của chúng ta là stone. Khi sang số nhiều thành star, lười. Đứng trên nào. Đó. Chúng ta có từ most. Most là cây cầu đấy, cây cầu. Khi sang số nhiều thành master. Đó. Master. Đứng trên nào, trọng âm nó vô tình nó rơi đằng sau thôi, chứ chẳng phải nó có quy luật như vậy đấy. Zone dân từ stone star lười most master đấy. Đó. Thế chúng ta lại có từ Zavod. Zavod là một nhà máy đấy.
À, một nhà máy. Vâng. À, đó, trọng âm chúng ta nhìn thấy nó rơi vào vào âm tiết này đấy. À, ra vột đấy. À, đó nó trọng âm nó là cái dấu sắc ở bên trên đó. À, ký hiệu là như vậy. À, thế khi sang số nhiều nó thành ra vột đùi. Ra vột đùi. Ra Trong trường vụt hợp đi. đã ra vột đùi trong trường hợp này thì cái trọng âm nó không thay đổi. Em trên là trong bốn từ Vâng. thì ba từ nó thay đổi trọng âm nó nhảy ra đằng sau. Nhưng mà cái từ thứ tư này thì nó lại vẫn im ở đây. Đấy. Ra vột đùi. À, thấy chưa nào? Đấy. À đó. Vâng. À thế như vậy chúng ta nhìn thấy là gì? Dồn dân tì, stone star lì, most must tì, ra vột đi. À đó. Thế nhưng mà không phải là đến đây thì giáo sẽ ngăn nó ra nhé. À đó. Để làm gì nào? Để nhắc nhở em một điều rằng là gì? Không phải tất cả danh từ nào có phụ âm ở cuối cũng đều thêm ư. Ví dụ brat thì nó lại không thêm ư, không thành brat tì mà lại thành brat chả. À, Gratia. Bratia. Thế vậy thì cái âm ư ở đây cho vào đây sẽ là sai đấy. À, em thấy chưa? À, thấy chưa nào? À, đó. Thế vậy thì nó không phải là đúng theo nguyên tắc là thêm ư vào đằng sau mà là thành Bratia. Tương tự như vậy, chúng ta có từ sơn, nó không thành sơn nơi mà nó thành sơn na via đấy. À, sơn na via. À, sơn na via. Đã, sơn na via. Đúng chưa nào? Đấy. À, đó. Thế vậy thì nó sẽ có những cái danh từ mà nó trở thành gọi là gì biến đổi hơi đặc biệt một chút đấy. Thay vì những cái danh từ mà biến đổi đặc biệt này thì chúng ta sẽ phải đọc nó nhiều lần, đọc nó được khoảng 5-7 lần, chục lần thôi thì chúng ta sẽ quen, lần sau nói cái chúng ta sẽ nhớ ngay đấy. Tương tự như vậy chúng ta có từ stool. Stool là cái ghế đúng không nào? Người ta khác, stool thì thành star lười, stool thì người ta không nói stool lười mà người ta sẽ nói stool lẹ đấy, em chưa đó. Thế vậy thì qua đây thì em thấy rằng là gì? Có những cái danh từ nó biến đổi đặc biệt như vậy đấy. Thậm chí có những cái từ rất phổ biến, ví dụ như đôm. Đôm là ngôi nhà đấy. Khi sang số nhiều thành là gì? Dama đấy. Đôm, Dama. Thế rồi gì nữa? Muse. Muse. Muse thì nó biến đổi bình thường, xin lỗi em. Muse, đôm thành Dama, Gorat. Gorat nó sẽ chuyển thành gì? Garada. Đây là kiến thức em học rồi đấy. Garada đấy. Đó trọng âm rơi vào đâu nào? Garada. Đấy. Garada. Dom Dama. Đó. Thế như vậy chúng ta nhìn thấy một vài cái ví dụ như vậy đấy. Để chúng ta khẳng định là gì nào? Cái cách biến đổi của danh từ nó có quy luật. Thế nhưng mà lại cũng có cái từ, những cái từ mà nó không theo quy luật đấy. Thế vậy vừa rồi chúng ta đã xem là loại danh từ giống đực mà kết thúc bằng một phụ âm. Các em nhìn thấy đây, tất cả các danh từ đều kết thúc bằng phụ âm đấy. Đó. Bây giờ loại danh từ giống đực mà kết thúc bằng một dấu mềm. Ví dụ như từ parfait đấy, parfait. Thế vậy như vậy, cái danh từ này khi nó chuyển sang số nhiều thì cái dấu mềm này sẽ chuyển thành đuôi y. Parfait. Parfien, parfieli. Parfieli, đấy. Parfien, parfieli, đấy. Đó, parfien, parfieli. Đó. Thế vậy thì ở đây chúng ta thấy là gì nào? Nếu tất cả các danh từ giống đực khi mà tận cùng bằng một dấu mềm thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ làm mềm hóa cái phụ âm mà nó đứng bên cạnh này đi, đấy. Đó, chúng ta biết rằng dấu mềm nó có cái tính chất là gì, hay là nó có cái tính là gì, nó làm mềm hóa cái phụ âm này đi. Đó, thế vậy thì lúc đó là ở đằng sau này khi mà chuyển sang số nhiều, về nguyên tắc ra chúng ta cũng phải thêm đuôi ư. Phía lươi. Thế nhưng mà do vấn đề ở cái chỗ là cái L nó bị mềm hóa đi rồi, cho nên không phải là ư nữa, bởi vì ư là nguyên âm cứng mà nguyên âm mềm tương đương của nó đó là nguyên âm y đấy. Người ta sẽ nói parafia ly đấy. Vột. Tiếp theo chúng ta sẽ có danh từ muse. Muse đó là viện bảo tàng đấy. Viện bảo tàng. Kết thúc ở đây là gì nào? Đó là phụ âm y. Cái chữ y mà có cái dấu ngoặc ở bên trên này này, người ta gọi là phụ âm y đấy. Phụ âm y. Tức là y ngắn đấy. Hay là Y tiếng Nga ngắn. ấy, có một số sách giáo khoa cũ ngày xưa nó gọi là y ngắn đấy. Y ngắn. Thế vậy thì y ngắn khi mà chuyển sang số nhiều nhé, chuyển thành y dài, hay là chúng ta nói chính xác hơn đó là gì? Phụ âm y bị chuyển thành nguyên âm y đấy.
À, nguyên âm y. À đó. Thế vậy thì đó là cái loại đuôi thứ ba. À, bây giờ đối với cái loại đuôi đuôi thứ ba này nó rất là ít, nó không nhiều đâu. Đấy. À, chúng ta sẽ có thêm một từ nữa mà chúng ta có thể gặp trong giao tiếp, đó là tram vải. Đấy, à tram vải. Tạ, tram vải. Đấy. À, chúng ta có từ tram vải. Trăm quả. À, thì em thấy là gì nào? Nếu mà phụ âm y này khi chuyển sang số nhiều, nó sẽ thành gì nào? Sẽ thành gì? Thành À, y dài. tram vài y đấy, tram vài đấy, Trăm vài. tram vài đấy, tram vài. À đó, thì như vậy chúng ta thấy là gì? Một cái tàu điện tram vài, nhiều cái tàu điện tram vài đấy. À đó, tương tự như vậy, muzei, một cái viện bảo tàng, nhiều cái viện bảo tàng muzei đấy, muzei. À đó, như vậy đến đây chúng ta đã thấy rằng là gì nào? À, đến đây chúng ta thấy rằng là chúng ta thấy rằng là cái cách biến đổi của danh từ giống đực đấy, à nó hội tụ lại là gồm có ba loại đuôi. Loại đuôi thứ nhất là có phụ âm đứng cuối, loại đuôi thứ hai có dấu mềm đứng cuối, và loại đuôi thứ ba có phụ âm y đứng cuối đấy. Đó, cách biến đổi của nó về nguyên tắc thêm đuôi ư, à nhưng mà khi có dấu mềm thì trở thành đuôi y, và nếu như mà phụ âm y đứng cuối thì sẽ chuyển thành nguyên âm y. Đấy, đó. Vậy thì nó tổng cộng có mấy loại đuôi số nhiều ở ở giống đực? Có ba loại ạ. Hai loại đấy, có loại ư thôi và loại y thôi, đúng không? Y rồi. Ư, à đúng không nào? Thế Với và loại số mềm nữa. y, à dấu mềm nó thành y, tức là có mấy loại đuôi số Vâng. nhiều. Thì tao hỏi có mấy À loại đuôi vâng số vâng nhiều biến đổi. là đúng không nào? Cái loại đuôi mà có dấu mềm Vâng. này cũng là y, cái loại đuôi mà kết thúc Vâng. bằng y ngắn này nó cũng là y. À vậy nó là một, đúng không nào? Đấy, à đó. Vâng. Thế vậy thì chúng ta có thể mạnh dạn kết luận là gì? Các danh từ giống đực ở trong tiếng Nga khi chuyển sang số nhiều có thể có đuôi ư hoặc là có thể có đuôi y. Đấy, à đó. À thế nhưng mà lại vấn đề ở chỗ là gì? À không phải là lúc nào cuộc đời nó cũng suôn sẻ như thế, đúng không? Cuộc đời lúc nào cũng suôn sẻ như thế thì cuộc sống lại êm ả quá. À đó, bởi vì sao? Nó có những cái danh từ nó biến đổi đặc biệt. À như vậy các danh từ biến đổi đặc biệt thì người ta phân chia chúng ta có, nó có ba loại ở đây đấy, nó có ba loại. À, hoặc là nó có thêm đuôi dấu mềm ia. À chúng ta thấy chưa nào, đây là brat đấy, brat đó. Vâng. À, danh từ brat đấy, đây em nhìn thấy danh từ brat này đấy, đó thấy Vâng. chưa nào. À khi mà đưa sang sang số nhiều, à chúng ta đưa sang số nhiều nhé. À khi đưa sang số nhiều thì em thấy nó thêm cái gì đây? Nó thêm cái đuôi ia, đúng không nào? Ia. À đó thấy chưa nào, đó thấy chưa, vốt nó thêm cái đuôi ia. Ở đây có một số cái danh từ khác nó cũng tương tự như vậy đấy. À nó cũng tương tự như vậy, druk thì thành druzia. À em nhìn thấy đây chữ g này nó bị biến thành chữ g, đúng chưa? À mặc dù chữ g nó chả có một cái lý thuyết nào để nó có thể biến thành chữ g được, mà lại chỉ duy nhất có thể nói ở trong cái từ này thôi đấy. Thế vậy không phải là cứ có quy luật là cứ có chữ g đứng cuối nó thành chữ g, nhiều ông cứ tưởng như thế đấy. À không phải. À đó, bởi vì chỉ nó duy nhất ở trong cái từ này nó biến đổi như vậy, tay quá như vậy thôi đấy. À chẳng qua là gì, người Nga người ta nói thế, thuận miệng người ta nói. Nếu mà nói Drugia thì nghe nó buồn cười, chứ người ta nói Drugia. À đó, nó trở thành cái quy luật như vậy đấy. Đó, Stul thì thành Stulia, Sun thì thành Sunavia, Mus, Mus là ai? Có nhớ không? Muốn là người chồng, người À đấy, ông chồng. chồng đấy. Ông chồng thì thành Musia, là nhiều ông chồng đấy. À đó. À thế là nếu có một cô gái mà có mấy ông chồng thì các cô sẽ bảo là Mayi Musia. À, đúng không? Mayi Những Musia ông chồng của tôi. là các ông chồng của tôi đấy. À, đó thấy chưa? À đó, thế vậy thì qua đấy chúng ta thấy rằng là gì nào? Đó là những cái danh từ nó biến đổi đặc biệt có cái đuôi ia đấy, ia. Thế bây giờ ở đây em đếm xem là 1 2 3 4 5 có danh 5 danh từ thôi. Thế em bảo đã hết chưa? Bảo thầy hết chưa? Ai mà biết được? Tự dưng lại có lòi ra một cái danh từ nào đấy khác trong khi chúng ta đọc đấy. À nhưng mà nó hiếm hơn, nhưng mà cái năm cái danh từ này phổ biến nhất đấy. À đó, Mình hay dùng nhất. à, hay dùng nhất đúng không nào, hay dùng nhất đó. Thế còn có đôi khi chúng ta đọc truyện này, đọc sách báo này, chúng ta lại thấy lòi ra một cái danh từ nào đấy mới đấy. À thì lúc đó chúng ta chấp nhận nó, ghi nó ra tờ giấy đấy đó. À thì bây giờ cái danh từ dom này không, nó biến đổi hơi khác một tí đấy. À nó có đuôi a cơ, dom dama đấy. Đang À đấy, gorat garada đấy. À gắt học đó, Garada, Garada. À nó không những biến gắt đổi thêm đuôi a mà nó còn chuyển luôn trọng âm ra đằng sau đấy. À dom
Dhamma, Gorat, Garada. À đúng chưa nào? Đó. Thế bây giờ cái từ Uchi Chien. Về nguyên tắc ra lúc này chúng ta thấy từ Uchi Parfen có đuôi L dấu mềm. Về nguyên tắc nó phải thành chuyển. Y chứ. Đúng không? À nhưng mà không thành Y cho mà thành Ya cơ. Đấy. À Uchi Chien là. Đấy. À đây nó thành là gì nào? Nó thành Uchi Chien là. À đó là gì? Các thầy của giáo. Đấy. À đó. Ở đây nó thành gì nào? À Uchi Chien là. Đấy. Uchi Chien là. Trọng âm nó rơi hẳn luôn ra đằng sau này luôn. Đấy. Uchi Chien là. Uchi Chien là. Đấy. À đó. Thế vậy thì ở đây em thấy lại là gì nữa? Lại một cái bị phá vỡ quy luật nữa. Ở trong việc biến đổi danh từ giống đực sang số nhiều. Đấy. Đó. À thế như vậy ở đây chúng ta thấy là gì nào? À, đuôi A. Khi mà M là một phụ âm cứng đấy. Khi D là một phụ âm cứng đấy. Nhưng mà khi L cũng là phụ âm nhưng phụ âm mềm. Thì lúc đó nó thành gì ạ? À? Đấy. Em hiểu chưa? À đó. À thế nhưng mà đó cái quy luật đấy nó cũng không làm em phải bối rối, không làm em phải lo lắng nhiều, bởi vì nó có biến đổi nhiều thế đâu, thỉnh thoảng nó có từ thôi đấy. Thế vậy thì có từ nào chúng ta học thuộc luôn từ đó đấy. Cái loại thứ ba là loại đau đầu nhất đối với các em nhưng mà cũng rất may mắn cho chúng ta, nó chỉ có đúng hai từ thôi. À cái này có đúng hai từ, đó là gì? Nó biến đổi hoàn toàn bằng một cái từ khác luôn đấy. Rebionic, nó không thành rebionki. À, nó chả có liên quan gì cái từ đó nữa, lấy hẳn một từ mới luôn. Dê chỉ đấy, tức là gì? Người ta gọi là dê chỉ, nó dùng một cái gốc từ hoàn toàn khác đấy. À, Rebionic là một em bé, nhiều em bé là dê chỉ đấy. Đấy, à đó. À thế bây giờ nói là tôi mới có một cháu, tôi mới có một cháu. À người ta sẽ nói u mi nhá. À dín Rebionic. À đó. À Ajin, Ajin là một. Đấy. Ajin là một, đúng không nào? À thế có từ Rebionic. Rebionic là một em bé, tôi mới có một em bé đấy. À. À thế bảo tôi có mấy đứa con rồi? U mi nhá. Yes. Dê chỉ. Tôi mới có mấy đứa. Mấy đứa thì không biết, nhưng mà chỉ nói dê chỉ có nghĩa là nhiều, là từ mấy đứa, từ hai đứa trở lên đấy. U mi nhá yes dê chỉ. Đấy. À thế bây giờ một bà mẹ đơn thân à, muốn đi làm quen với lại một người đàn ông mới. Thế cô ấy giới thiệu, cô bảo Uminya yes chỉ, em có con rồi đấy. Uminya yes chỉ đấy. À đó. Thế mà cô ấy nói chung chung là có con thôi chứ còn mấy đứa thì không biết đấy. À đúng không nào? À thế Vâng. anh chàng kia mới hỏi Askunka à, mấy đứa Askunka à, Askunka hoặc là gì Askunka ý, chúng là bao nhiêu đứa đấy? À, cô bảo 7 đứa đúng không? À xem vô xem ví dụ vậy đấy. À thì lúc đó cô mới nói thật đấy. À, đó. Thế còn thì có khi cô còn chẳng nói thật, cô gửi mỗi nơi một đứa đấy, bảo có một thôi chẳng hạn đấy. À, đó ví dụ vậy. Thế nhưng như vậy là gì? Đây cái câu hỏi của chúng ta đấy. У меня есть дети đấy. À đúng không nào? À thế người ta có hỏi, lúc đó người ta sẽ hỏi Asconka ý, à có bao nhiêu đứa tất cả? À Asconka ý hoặc là gì? Asconka gì chế? Con cái gì chế? À đó. À thế là bao nhiêu đứa? À thế bảo dvoye. Dvoye tức là hai đứa. Đấy. À đó, tức là có hai đứa thôi. Tạc. À thế anh sẽ bảo ôi tốt quá thì đỡ phải đẻ. Đấy. Nó tạc. Show. À nhiều người yêu trẻ con người ta thích thích luôn đúng không? Vâng. À đỡ phải đẻ luôn, càng tốt đúng không? Đấy. À show. À thế như vậy là gì nào? Đến đây thì chúng ta thấy rằng là gì? Là cái cách biến đổi của một số cái danh từ ở giống đực nó biến đổi sang khá đặc biệt, nó làm cho chúng ta nhiều khi phải hơi bối rối một chút, nhưng mà có một cái cách giải quyết duy nhất, đó là gì? Đọc nó nhiều lần em sẽ nhớ được đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem một cái ví dụ đấy. À, một vài ví dụ. À, thì nó sẽ hỏi em sẽ cố gắng trả lời nào. Sto et Eta đấy. Journal à đấy. À em thấy gần mới có gần một tháng không nói tiếng Nga thì mà nó cứng hẳn đúng không đấy. À cứng hẳn đúng không, mặc dù là có video đấy nhưng mà em nên đọc hàng ngày nhé, em nên xem hàng ngày Rồi. đấy. Em nên xem hàng ngày bằng cách là gì nào? À em xem và em xem hàng ngày và cố gắng là gì? Cố gắng là nói theo đấy. Xem và nói theo, xem và nói theo. À đó, để cho nó dẻo lưỡi thôi đấy. À đó, mặc dù là biết rồi. À, nhiều em bảo ôi cái này biết rồi, không cần phải học. Không phải, biết rồi cũng vẫn phải nói. Đấy, đó.
À thì đang hỏi em tiếp nè. Tô ét. Tô ét. Etorien chi Dê chi. Ét rê dê chi. chi Đấy. À ét rê dê chi. rê chi À các em nói, các em mà nói nhuần nhuyễn gì thì thầy giáo cảm thấy ngay. Đấy. Mặc dù có thể phát âm hơi sai một tí nhưng cảm thấy ngay lập tức, tự tin ngay. Nhưng mà nếu mà các em nói không quen thì sẽ cảm thấy trong giọng nói của các em có cái gì đó chưa tự tin đấy, cho nên cần phải nói nhiều. Nói lại từ này nào, ete Etorulalı. journali, ete Etorieci. da, sto ete, Slovari. à đấy, Slovari. à đã, à slơ, à chúng ta biết rằng đây là Slovari. trọng âm của nó đấy, Vâng. à âm tiết ô mà đứng cách cách Slovari. trước thì nó sẽ đọc thành ơ. Slava, Slava, rì, Slava, rì đấy. Slovari. Eto Slovari. Slava, rì đấy. À nó đọc hơi sang a một chút nhé. Slovari. À không có các bạn này bảo mày sao mày đọc là ơ thế. À đúng không nào? Đó là âm a nhưng mà nó ngắn trên chúng ta đọc hơi lớn sang ơ sang Vâng. a một chút đấy. À Slava, rì, Eto Slava, Slovari. rì. Đấy, Eto Slovari. Slava, rì, Slava, rì. Em nói theo rất tốt đấy. Em nói Slovari. theo rất tốt luôn. Nếu mà tự nói thì khó nhưng mà em nói theo thì là cực kỳ tốt. Cho nên là gì? Em chịu khó nghe video và nói đi nói lại theo nhé. Đấy. Vâng. À, em muốn giỏi tiếng Nga, em muốn nói tiếng Nga nhuần nhuyễn, dứt khoát em phải nói theo video. À, em nhớ như vậy. Thế còn em xem video mà không nói theo thì không có tác dụng gì. Đấy. À, xem tiếp nào. À, sto ete, sto Etadama. ete. Dama. Etadama. Nhẹ trọng âm nào. Etadama. Dama, eto Dama. dama, dama đấy. À, Dama. sto ete, Etosturia. da, Sturia. eto stulia, sto Etostali. ete, stalui, Stali. đấy, eto stalui đấy. À, đó như vậy em biết đọc từ này rồi. Em cần phải đọc nó 5 lần để cho nó quen. Eto stalui, eto stalui, Etostali. eto stalui đấy. Etostali. Đã stalui trọng âm rơi vào ư. Stali. Stalui, stalui, stalui đấy. Stali. Đã stalui đó thế nhé. Ở stalui Stali. đó. Ta khác show bây giờ ta sẽ cùng nhau xem danh từ ở giống cái nó sẽ biến đổi như thế nào đấy. À danh từ giống cái thì sẽ lại có ba dạng đuôi đấy. À sẽ là có ba dạng đuôi. Ba dạng đuôi đó là như thế nào nào? À trước hết là dạng đuôi a. À chúng ta biết rằng danh từ giống cái có đặc trưng là có đuôi a đấy. À, nhưng không phải tất cả các danh từ giống cái đều có đuôi a. À có nhiều danh từ giống cái nhưng mà có nhiều danh từ có đuôi a nhưng lại là danh từ giống đực đấy. À đó. Vâng. À vậy thì chúng ta có một điều khẳng định chắc chắn là gì? Nếu danh từ mà chỉ đàn ông thì đó là danh từ giống đực. Không quan Vâng. trọng đó là đuôi gì đấy. Uchi-chan, à người thầy giáo. À, đuôi là dấu mềm, đó là danh từ giống đực đấy. Bởi vì sao nó chỉ ông thầy giáo. Papa là Vâng. ông bố đấy. À, Papa. mặc dù là có đuôi a nhưng mà nó chỉ ông bố thì vậy thì chúng ta có định nghĩa là gì? Danh từ chỉ đàn ông là danh từ giống đực. À đúng không nào? À đó. Thế vậy thì kệ nó ở đuôi a hay đuôi gì kệ, cứ cứ chỉ ông bố là nó là danh từ giống đực. Thế nhưng mà nếu mà danh từ chỉ đồ vật hay là người ta còn gọi là bất động vật thì có đuôi a nó là giống cái. Đấy. À đó hiểu chưa? À gazeta là tờ báo, đó là bất động vật đấy. Gazeta. Gazeta là tờ báo này, đấy. Gazeta. Gazeta đấy. À đó, em có một cái ưu điểm Gazeta. rất tuyệt vời là gì? Khi em học ngoại ngữ, em học ngoại ngữ gì cũng được. Đó là gì? Em nghe thấy em nói lại ngay đấy. À đó, gazeta. À đó, cho nên là nhiều em học với thầy nhưng mà thầy nói đến 5 câu rồi nhưng mà các em vẫn im thít đấy. À đó, tại sao không nói? Chả hiểu. À vậy thì thầy nói cái em phải nói ngay. Gazeta. Gazeta. Đấy. À Gazeta. đã. Khi sang số nhiều, gazeta Gazeta. đấy. À em thấy gì? Gazeta. Em thấy nó không biến đổi trọng âm đấy. À đó, cái từ này nó không biến đổi trọng âm thôi, có thể từ khác thì biến đổi. À gazeta, gazeta, Gazeta. gazeta, Gazeta. gazeta. À sang số nhiều, gazeta. À thấy chưa nào? Dạng thứ Gazeta. hai. Dạng thứ hai đó là dạng danh từ giống cái nhưng mà lại có dấu mềm. Đấy. À chúng ta biết rằng danh từ giống cái mà có dấu mềm thì nó sẽ làm mềm hóa phụ âm. Cho nên là trong trường hợp này danh từ giống cái khi sang số nhiều nó sẽ có đuôi y. Đấy, chúng ta biết rằng đuôi y là dạng nguyên âm mềm. Ư là dạng nguyên âm cứng. Do đây là nó mềm, nó là phụ âm rồi, phụ âm mềm rồi cho nên người ta thêm y không thể thêm ư được đấy.
À đó. À, chitrat. Chitrat gì? Chitra, Chitrat. chitra, Chitrat gì? Đấy. Chitrat gì? chitra gì, À đó, đúng chưa nào? chitra gì, Chitrat, chitrat gì? À đó. À chitra thế như vậy gì, chúng ta ở đây có hai dạng đuôi của giống cái nào. Đuôi A thì sẽ thành ư. ừ, Đuôi giống mềm thì sẽ thành y. Đấy. À y. đó. À thế như vậy chúng ta nhìn thấy ở trên này, đấy. Có hai dạng đuôi, ư và y, đấy. À đó, chúng ta đưa nó sang đây đấy. À đó, như vậy là gì? Chúng ta thấy rằng là gì? À, sẽ có hai dạng đuôi ư và y. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem một vài ví dụ nhé. À, vài ví dụ. Bây giờ chúng ta có từ má mà. Đấy. Má mà. À, khi răng số nhiều sẽ thành nhiều bà mẹ. Má 10. Mười, À, ba má mười, mà. Má 10, đúng không nào? Đấy. ma À, mà, đó. ma mười. À, thế có từ. À, chúng ta sẽ có từ March. March là bà mẹ. Má À, cũng là bà mẹ. Nhưng mà cái từ mama thì cái gì chúng ta chỉ machi đấy, không. đấy, đấy, đấy. À, về nguyên tắc thì nó phải là như thế đấy. À, bởi vì sao? Về nguyên tắc thì nó phải là machi thật. Thế nhưng mà người ta nghe cái từ machi nghe nó không hay. Người Nga thấy nó không hay. Cho nên người ta sẽ đọc là machiri. À, em nhé. Ma Là machiri cơ. Đấy. À thế tại sao nó là machiri? Nó chả có cái nguyên tắc nào đây cả. Người ta thích nói như thế nó thành như thế. Đấy. À thế vậy thì trong tiếng Nga nó có hai từ mà nó kết thúc bằng bằng dấu mềm mà nó biến đổi đặc biệt. March là bà mẹ đấy. À, nó chuyển thành Machiri. Doge là cô con Matri gái. Khi sang số Doge nhiều như thành Doceri. À đó, hai Doge cái từ này biến đổi giống nhau, em Doge hiểu chưa? Đấy. À, nó biến đổi giống nhau. Vâng. Ô tả đấy. À đó. Thế còn lại thì con sẽ có một vài cái nó biến động, hơi biến động một chút. Ví dụ Sistra. Sistra là cô em gái. Thế bây giờ nhiều cô em gái thì sao? Nó thành là Siostri. Đấy. A vẫn thành ư. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Là Sistra. Trọng âm nó rơi vào đâu này? Sistra. Trọng âm nó rơi vào đây đấy. À, Sistra. Thế nhưng mà khi sang số nhiều trọng âm lại nhảy lên đầu. Đấy. À, nhảy lên đầu thì nó là cái nguyên âm ye. À, nó vốn dĩ nó là nguyên âm ye, cho nên ở đây khi trọng âm rơi vào nó thì người ta đọc nó thành yo. Đấy. À, hai cái Nhiều. dấu này, hai cái dấu ở trên này nó chỉ rằng là đó là trọng âm rơi vào nó. Đấy. Yo. Đấy. À đó, em hiểu chưa? Siostri, Sistra, Siostri, Sistra, Siostri. Đấy. À đó, Siostri, Siostri. À đó thấy chưa nào? À thế như vậy ở đây chúng ta nhìn thấy là gì? Là có hai cái danh từ này, March và Doge nó biến đổi đặc biệt đấy. Đó. À, cho nên các em phải nhớ. Thế vậy thì các em bảo thế đây cũng mama này, đây lại là mát này. Thế vậy cái nào khác nhau ở chỗ nào? Mama là cách em gọi mẹ ở nhà. Đấy. À, thế nhưng mà mát này nó là cái danh từ chính thức mà người ta dùng trong ví dụ giấy khai sinh. Đấy. Như À kiểu đó. mình giới thiệu về mẹ thì mình giới thiệu bằng tiếng mát, À em mình gọi gọi bằng mát tiếng được. mama. À đúng rồi, đúng rồi. À như là một số địa phương thì gọi mẹ là gì nào? Gọi mẹ là má này, u này, bầm này, đúng không đấy? À em có thấy ở đâu người ta gọi mẹ là u không? U ơi. Đấy. Có biết không? Như em như kiểu ngày xưa hay gọi là u Có nhiều địa phương người ta gọi như thế. Đấy. đó. Thế coi có bài bài thơ của Tố Hữu bầm ơi có rét không bầm, đúng không? Người nước ngoài hỏi bầm là cái gì vậy? Bầm là má mà. Đấy. À đúng không nào? Đó, thế vậy thì cái từ bầm đó ấy, không bao giờ người ta viết nó vào trong giấy khai sinh cả. À có ai nói là họ tên bầm bao giờ đâu. Mà họ tên mẹ chứ, đúng không? Đấy. À đó. Thế như vậy là gì? Cái từ mát này đó là một cái từ danh từ chính thức, em hiểu chưa? Danh từ chính thức mà người ta dùng ở trong các văn bản chỉ bà mẹ. Thế còn cái từ ma mà đó là cái danh từ mà người ta sử dụng trong ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày thôi đấy, gọi mẹ gọi cha ở nhà thôi đấy. À như vậy cũng tương tự như vậy, cái từ cha, cha với bố, đúng không? Cha, cha thì chúng ta sẽ sử dụng ở trong văn bản giấy tờ. Thế còn cái từ bố là chúng ta gọi ở nhà đấy. À đó. Nhưng mà trong giấy khai sinh người ta có cũng có một số giấy khai sinh cũ ngày xưa người ta gọi là họ tên bố, nhưng bây giờ người ta quy định mới là gì? Là phải ghi là họ tên cha đấy. Họ tên cha, họ tên mẹ đó. À thế như vậy là vừa rồi chúng ta đã xem một vài cái ví dụ với lại danh từ giống cái có đuôi a. À tác. Bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp theo còn loại đuôi gì của danh từ nữa. Đó là đuôi y à. Đấy.
Yeah. Dạ. À, đúng nha. À, ví dụ photografia đó là một bức ảnh đấy. Nhiều bức ảnh thì nó sẽ photography. À, có đuôi ya đây chuyển thành là đuôi y đấy. À đó. À, thế ngoài ra thì giáo còn có thể cho em thêm một từ nữa, đó là gì? Chua cha. Chua cha. À, chua cha là gì vậy? Chua. À, chua cha là gì vậy? À, ốc. Chua cha. À, tạc. Chua cha là gì? Chua Em cha. À, chua cha không biết là gì đấy. À, chua cha là bà cô, bà gì? Ví dụ bà em của mẹ cô em ấy, em của mẹ em gọi là chua chua cha đấy. à. Em của bố em gọi là chua cha. À, khi sang số nhiều thì chua chi. À, chua chi đấy. Chua chi. À đó. Chua cha chua chi đấy. À đó. Thế tương tự như vậy cũng có cái từ dia dạ. Dia dạ là ông chú. Ông chú Vâng. hoặc là ông cậu cũng vẫn là dia dạ đấy. À, tiếng Việt mình thì ông chú này, ông cậu này. Thế nhưng mà trong tiếng Anh nó chỉ có một từ thôi là dia dạ đấy. À, kể Vâng. cả ông bác cũng vậy đấy, ông bác, ông chú, ông cậu. À đó. À, thế nhưng mà trong tiếng Anh nó chỉ có một từ nữa là dia dạ đấy. À đó. Dia dạ thì nó là có đuôi ya, nhưng mà vấn đề ở chỗ là nó lại là chỉ người đàn ông. Cho nên nó vẫn là danh từ giống được đấy. Khi sang số nhiều nó vẫn là giá gì. À, giá gì đấy, các chú đấy. Gia Chưa gì? cha. À, là các cô. Giá gì Chắc là các chắn. chú đấy. À, giá gì. À, các chú thấy chưa nào đấy. À, bút ta. Vâng. À, đến đây thì chúng ta đã xem xong cái phần danh từ giống cái. À, danh từ giống cái thì em thấy rằng là gì, danh từ giống đực nó có rất nhiều những cái biến đổi đặc biệt đấy, nhưng danh từ giống cái thì nó chỉ có hai danh từ thôi, đó là danh từ gì nào, Mát match đấy. À, mát nó thành đôi là mà chia đi mắt và chỉ đổi đổi. À, nó thành là đổi chia đi đấy. À, đổi chia đi đôi tạc đấy. À đó. À, thế như vậy đến đây thì các em đã biết cách biến đổi danh từ giống đực và danh từ giống cái. chỉ Bây giờ xem ví dụ nào. À, chúng ta sẽ có ví dụ lampa thì thành gì? Lamp đấy. Lampa thì thành là lam lamp. pử À, đúng nè. À, vô tạc đấy. À đó. Tạc. Tiếp theo nào. Lampa thành lamp và carta. Carte đấy. À, carte. Carta, carte đấy. À, tiếp theo chúng ta có từ divier. Divier là cái gì? Cái cửa đấy, cái cửa ra vào đấy. Divieri, divieri là nhiều cái cửa đấy. Machine là một cái ô tô. Machine này là nhiều cái ô tô đấy. À đó. Rüba là một con cá. Rüba là nhiều con cá đấy. Rüba đá. À, khá sâu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem các danh từ giống chung này. Danh từ giống chung của chúng ta, à, chúng ta sẽ có, đối với các danh từ giống chung nó chỉ có hai loại đuôi thôi. Loại đuôi thứ nhất đó là loại đuôi o, kết thúc ở cuối đấy, cuối từ. À, loại đuôi đuôi thứ hai là loại đuôi ye đấy, có ye ở cuối đấy. À đó. À, thế loại đuôi này nó bao gồm cả cái đuôi ie nữa đấy. À đó. Ví dụ chúng ta có từ plastic, à, có đuôi ye. À, thế và à, chúng ta có danh từ zdanie. À, zdanie. À đó. À, danh từ Đã zdanie có nhiều nghĩa là ngôi nhà đấy. Zdanie, nhiều ngôi nhà sẽ thành zdania. Zdania. À đó, thấy chưa nào, bất tạc quật đấy. À, thế như vậy chúng ta thấy rằng là gì, danh từ giống chung có dạng đuôi o khi sang số nhiều sẽ chuyển thành dạng đuôi a đấy. Akno, okna. À, nó kèm theo cái chuyện thay đổi à, trọng âm trọng nhá, đúng không đấy. À đó. À, rất nhiều danh từ nó thay đổi trọng âm nhưng mà cũng nhiều danh từ nó chẳng thay đổi. Ví dụ chúng ta có từ pismo, âm. khi sang số nhiều thành pisma, mà o thành a đấy, o thành a, nhưng mà lại đồng thời là gì, à, trọng âm nó nhảy lên âm tiết đầu đấy. Đó. Tiếp theo chúng ta có từ piva. Pi Piva là gì nào? Piva. Viva đi Đấy. Hệ không nhớ đúng không đấy. Piva là một cốc bia. Là là bia đúng không nào? Đấy. Bia. pi À đó. Khi nhiều loại bia thì thành piva đấy. Piva. pi và Vino là gì? lô là rượu vang. À, rượu vang đấy, vino. À, một loại là một loại rượu vang, nhiều loại rượu vang. Vina. Vi là Vino, vina đấy. Vino, Vina, Vino, vina đấy. Vino, À đấy, Vina. tạc đấy. À, Vino, vina.
Так, ну хорошо. А tiếp theo chúng ta sẽ có các danh từ giống chung ở có đuôi е đấy. Ví dụ chúng ta có từ упражнение. Упражнение, cái từ này đối với em thực chất ra thì nói để cho nó luyện, cho nó dẻo lưỡi thôi. Đấy. À đó là bài tập, một bài tập. Упражнение, một bài tập. Một bài thể dục. Bài thể dục cũng là упражнение đấy. À đó, một bài tập thể dục ấy, đấy. À, một bài tập ví dụ như thể hình đấy, em có đi tập thể hình không? Em không. Không, không có thời gian đấy, không có thời gian. Upresnie nhé. À đó, đó là một bài tập thể hình cũng là nó. Một bài tập ví dụ như là về fitness chẳng hạn cũng là nó đấy. À ta. Một bài tập về aerobic cũng là nó đấy. À đó. Thế cho nên là nó nhiều. Cái từ upresnie nhé nó có nghĩa là luyện tập. À, nó còn luyện tập cái gì thì nó áp dụng vào từng nơi. Một bài tập toán, một bài tập vật lý, một bài tập hóa học đều là nó hết. À thế nhiều bài tập thì sao? Nhiều bài tập sẽ là упражнения. Упражнения đấy. Đó. À thì như vậy có hai cách biến đổi. Окно thành окна đấy. Окно о thành a. Cách biến đổi thứ hai là е thì thành и à đấy. Е и а. Thì bây giờ ví dụ chúng ta có từ море. Море là biển. Một cái biển thôi. À, nhiều cái biển sẽ là gì? Maria. 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 Đấy. Здание. 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 Là một ngôi nhà. Здание. Нhiều ngôi nhà. Здание. 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 Là nhiều ngôi nhà. Đấy. Một ngôi nhà. Здание. Nhiều ngôi nhà. Здание. Đấy. Платье. Một cái áo dài. Đây là một cái áo dài. À, платье đây là cái áo dài đấy. À, платье đây, đấy. À, đó nhiều em bảo. Платье là cái gì? Вот платье. À, платье là một cái áo dài. Mình nhiều cái áo dài. Платье. Платье. Đấy. À, đó. Như vậy thì đó là ví dụ nếu danh từ kết thúc bằng âm o hoặc là danh từ kết thúc bằng âm е, yeah, đấy. Chúng ta sẽ cùng nhau xem ví dụ nào. Đó, chúng ta xem ví dụ. À, письмо. Письмо, đấy. Письмо. Khi sang số nhiều sao nào? Письмо. À đó. Это письма. Đây là nhiều bức thư. Это письма. Окно. Окно là một bức thư. Окно. À, nhiều bức thư. Окна. Окна. Đấy. Окна là nhiều bức thư. Đấy. Платье là một cái áo dài. Платье. Đấy. Nhiều cái áo dài. Платье. À một cái ghế bành кресло. À đấy. Кресло. Ta có từ кресло. À một cái кресло. Ghế. À кресло. À thấy chưa nào? À đó trong âm nó rơi vào đâu? À rơi vào đây đấy. À кресло. À кресло. À đó кресло. À đó là một cái ghế. À ghế này chúng ta gọi là một cái ghế bành. Đấy. Một cái ghế bành. Đó. Thế nhiều cái ghế bành, hai cái ghế bành. Кресло. Кресло. Да, кресло. Вино. À, một chai rượu, một loại rượu. Вина. Là nhiều loại rượu đấy. Вина. À đó. Вина. Вот так вот đấy. À đó thì sau đó là gì nào? À vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem là danh từ giống đực, giống cái, giống chung khi biến đổi nó như thế nào. Nhưng mà như thầy giáo nói là gì? À trong tiếng Nga nó đầy dậy những cái những cái danh từ nó biến đổi đặc biệt đấy. À đó, nó đặc biệt có thể là do là cái cách nói để cho nó hay hơn, hoặc là nó có thể là cũng là do một cái tính chất của cái ngôn ngữ tiếng Nga đấy. À ở trong này có một trong những tính chất đó là gì, là nó có 7 cái phụ âm đặc biệt. 7 cái phụ âm này khi mà nói sang tiếng Nga, khi nói sang tiếng Nga là người ta không đặt, không được nói với âm ư, không bao giờ nói cư, gư, khư, sư, chư, rư đấy, mà người ta lại viết thành y cơ em nhỉ. À người ta sẽ nói là ki, gi, hi. À thế thôi. Thế nhưng mà từ sờ này mà viết với y thì nó lại vẫn đọc là ư. Ki, gi, hi, sư. À có chữ sờ mềm này thì đọc là y này. Shi. Đây là ch thì đọc là chi. À nhưng mà giờ này thì đọc là rư đấy. À thế hóa ra là gì? À, hóa ra là ở trong này có hai phụ âm. Hai phụ âm sờ, sờ rờ này. Đấy. À, hai phụ âm này. Up. Hai phụ âm này. Khi đi với... khi nó đi với ư, y. Đấy.
khi nó đi bị y đấy thì nó bị đọc thành ư. À em hiểu chưa? À khi nó đi bị y này. Đó, thì cái âm y này bị đọc thành ư. Đấy, đó. Tác vụt. À thế như vậy trong trường hợp này nó sẽ đọc là gì nào? À, nó sẽ đọc là sư. Đấy. À và rư. Sư rư. Đấy. À đó, phiên âm như vậy đấy. Là sư rư. Mặc dù là viết là y đấy. À đó, thế chứ nào? Cứ bất cứ chỗ nào mà cứ nhìn thấy sờ này đi y chúng ta đọc là sư. Em chưa? Bất cứ chỗ nào nhìn thấy chữ r thì đi với y tức là r. Na r đấy. À tạc. Tạc. À đó thì chứ nào? À karandash. Karandash. À đó. À tiếp theo nào, chúng ta sẽ có urok. Tuân thủ theo cái nguyên tắc này, không được viết ư khi sang số nhiều. Uroki. Đấy, uroki. À đó. Có nghĩa là như từ kết thúc bằng cái phụ âm này thì mình sẽ cộng thì phải là y. Đúng rồi đấy. À đó. À thế tiếp theo là ruchka. Ruchki. Yablaka. Yablaki. Mặc dù cái từ yablaka yablaki nó chẳng cái liên quan gì đến việc này cả đấy. Chẳng qua là người ta không nói, đáng ra phải nói người ta phải nói yablaka, nhưng mà người ta không nói thế, người ta nói yablaki cơ đấy. À đó, Nga người ta kỳ ngộ lắm đấy. À đó. Ừ, đây thì giáo tổng hợp bên dưới này. Uroki, 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 ruchki, ruchki, kenyigi, kenyigi, karandashi, karandashi, vrachi, 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 naji, naji, à, laji, naji, naji, laji, à, naji, đấy, à, gần như là ư ư đấy, naji. À đó, không đọc là na ji. Na ji, 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 ji. La ji. Yablaki. 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 À, vrachi là gì? Vrach là gì? Vrach. Vrach là gì? Là ai đây? Vrach. Vrach là anh trai. À, là bác sĩ. Đấy. Đấy. À, anh trai là gì? Anh trai là brat. Brat. À, brat. À, em thấy là cái đầu mình ý, nó có một cái nó có một cái thói quen đó là hay quên đấy. À, đó. À, càng nhiều tuổi thì càng hay quên đấy. À, có nhiều những cô gái là sau khi sinh nở là cũng quên đấy. À, cũng hay quên đó. À đấy, rất là ngộ như vậy đấy, quên luôn, nói cái gì nói trước quên sau đấy. À đó, thế nhưng là gì, ở đây chúng ta học chúng ta cũng quên. À, quên là cái lẽ tất nhiên thôi, nó là cái nhiều em bảo thời em học cứ học trước quên sau. Đúng rồi. Vâng. Học cái... trước hôm sau, bây giờ cứ học hay quên, em đi từ giá bếp đâu nó quên rồi. Đấy, đó. Đấy, thì học mà không quên thì có một cái em giỏi quá, đúng không? À, nếu thế giới này mà cứ học đến đâu biết đến đấy, nhớ đến đấy thì có mà thế giới này coi là toàn thần đồng hết luôn. Đấy. À thế như vậy. Cứ lâu mình không học ấy. Ừ. Là quên. Cái sự tiếp thu của mình nó chậm. À nó chậm nó quên. Ví dụ như thầy giáo chẳng hạn, bây giờ như các em chẳng hạn học một từ học mãi chả được, đọc đi đọc lại, hôm nay đọc ngày mai lại đọc ngày kia lại đọc, nó vẫn cứ quên. Thế nhưng mà ví dụ như là trình độ những người mà đã biết tiếng Nga tốt chẳng hạn, như ví dụ như thầy giáo chẳng hạn, thầy giáo gặp đến một từ, nhìn thấy nó một cái vô tình nó là một cái từ mới hoàn toàn đấy, đó thì mình lập tức mình nhớ ngay đấy. Nhớ ngay lập tức được, bởi vì sao? Trong đầu mình nó đầy dẫy những cái kinh nghiệm để nhớ từ rồi đấy. Có thể nhớ nó bằng bằng cái thân từ này, có thể nhớ nó bằng những cái cách liên tưởng với lại hình ảnh này, hoặc là cái gì gì đó. Nói chung là nó có nhiều cách để nhớ. Đó. Thế vậy thì các em quên là đúng thôi, chả có gì mà ngại cả. Bây giờ chúng ta quên nhưng không phải để đấy, chúng ta phải khắc phục nó, đúng không nào? Khắc phục nó bằng cách gì? Viết nó ra tờ giấy. Đấy. Dán nó lên tường. Viết nó ra tờ bìa, đút nó vào túi, thỉnh thoảng lôi ra đọc. Đấy. Hôm nay đọc, ngày mai đọc, ngày kia đọc. Đọc đến bao giờ không nhớ thì thôi. Đấy. Sẽ nhớ được. Nhớ xong 5 ngày sau lại quên, lại đọc lại. Đúng không nào? Đó, như vậy là gì? Chúng ta biết rằng cái khái niệm của chúng ta hay quên, cho nên là gì? Chúng ta cần phải đọc đi đọc lại nhiều đấy. Naji, nos là gì? Nos. Los là cái gì ạ? Là con dao đấy. Nos là con dao. Con dao. Đúng không nào? Đó, cái bộ ba của cái đồ dùng để chúng ta ăn uống ấy đấy. Đó là gì nào? Nos là con dao. Loshka là cái thìa, và vilka là cái dĩa. Vilka là cái dĩa đấy. Nos. Thế bây giờ muốn nhớ được chúng thì sao?
viết ra xong bắt đầu lấy bút vẽ nguệch ngoạc. À, con nos là cái hình con dao này, loska là cái thìa này đúng không, vilonka là cái dĩa này đấy. À đó, các em cứ viết nguệch ngoạc nó thôi là các em sẽ nhớ được đấy. À, vẽ vẽ hình nó ra đấy. À, nos con dao này đúng không, đó vẽ hình con dao đó, thấy chưa nào. À, gọi là vừa học vừa vui đấy, loska này đấy, đó đó loska đó, ví dụ vậy đấy. À, cái dĩa này đấy, đó. À, cái dĩa. À, đó chúng ta cứ vẽ vẽ như thế vui vui hài hài đấy đúng không, vilonka loska nos đấy. À đó, thế vậy thì bằng cái cách đó là các em củng cố cái trí nhớ của mình đấy. À đó, để cho nó nhớ lâu và chúng ta có thể sử dụng. Tất nhiên là cái một trong những yếu tố tốt nhất để nhớ đó là gì, sử dụng chúng vào lời nói đấy. À đấy, à hỏi ví dụ vào bếp hỏi con dao đâu rồi, gdzie nos, gdzie là cái gì, gdzie là ở đâu, gdzie gdzie nos đấy, gdzie gdzie nos. À con dao đâu rồi, gdzie loska. À cái thìa đâu rồi đấy, à gdzie loska. À gdzie vilonka, à cái dĩa đâu rồi. À, nhà các em thì ít dùng dĩa đúng không nào đấy. À tuy là bây giờ vẫn có nhưng mà ít dùng dĩa đó. À thế cho nên là chúng ta phải đặt câu hỏi cho nó, gdzie nos. À thế trả lời vot nos, đây rồi, nó đây rồi đấy, vot vot nos đấy. Đó, dùng nó vào trong lời nói thì chúng ta sẽ nhớ được tốt hơn đấy. Vot nos, vot loska, vot vilonka đấy. À đó. À thế như vậy đến đây thì chúng ta đã cùng nhau học hết xong các cách nói về số nhiều của danh từ giống đực, giống cái và giống chung, và đồng thời là gì, khởi động lại cho em cái cách nói tiếng Nga đấy. À, nói như vậy là để các em cần luyện tập nghe hàng ngày, nói theo hàng ngày chúng ta sẽ nhớ được đấy. Tạc, tiếp theo là chúng ta sẽ có câu hỏi để luyện luyện lưỡi nè, cho nó dẻo nè. À, chúng ta có câu скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Пожалуйста. Да, hãy nói cho tôi biết đây là cái gì. Что это? Скажите, пожалуйста, что это? Đấy. À đó. Это матрёшка. Đây là cái con búp bê матрёшка. Em nói матрёшка. Матрёшка. Матрёшка, да. Матрёшка. Матрёшка. Матрёшка, да. Tiếp theo nào. Неваляшка. 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 Неваляшка có nghĩa là gì nào? Неваляшка. Да. Неваляшка là cái con lật đật đấy. Mình gọi con lật đật đấy. À. Матрёшка là con búp bê gỗ. Неваляшка là con lật đật đấy. À đó. Thế chúng ta sẽ nói спасибо. Cảm ơn. Спасибо. À trả lời nào. À, пожалуйста. Пожалуйста. Đấy. À thế bây giờ chúng ta đọc lại. Thầy giáo sẽ nói trước, em nói từ thứ hai nhé. Скажите, пожалуйста, что это? Это матрёшка. Это матрёшка. Да. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста, да? À, thì bây giờ chúng ta sẽ có câu hỏi. À, hãy nói cho tôi biết từ tạm biệt bằng tiếng Nga là gì? Скажите, пожалуйста, как по-русски тạm biệt? До свидания. До свидания. А, спасибо. Cảm ơn. Не за что. А, не за что. Не, trọng âm rơi vào đây đấy. À, trọng âm rơi. Не за что. Đấy. Đấy, trọng âm thì đánh rõ to như thế cho em thấy. Не за что. Не за что. Не за что. Да, не за что. Да, да. Các em chỉ cần nói не за что, thế là người ta hiểu rồi đấy. À thế nhưng mà nếu mà em nói như за что thì là người ta buồn cười luôn, người ta chả hiểu gì luôn đấy. Nhưng em nói не за что, cái từ за что này các em nói rất nhẹ. Да, các em nói rất nhẹ, rất bé, người ta cũng vẫn hiểu em đấy. Đó, не за что. Не за что. Не за что. Đó. À, em thấy chưa nào? Một cái điều đặc thù trong tiếng Nga là gì? Nói đúng trọng âm, người Nga lập tức hiểu em. Nói sai trọng âm, người ta chả hiểu gì luôn. Đấy. Đó, cho nên là gì? Cố gắng nhấn trọng âm mạnh vào, đấy. À cho nó quen, sau đó chúng ta sẽ nói nó nhanh đi, nó tháo đi là sẽ tốt thôi, đấy. À tác vụt. À thế như vậy bài hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây nhé. À, khởi động cho em và yêu cầu em là gì? Xem lại tất cả các bài học đấy, từ bài 1 cho đến bài 10. Cố gắng nói theo, biết rồi cũng vẫn xem và đeo tai nghe xong nói theo thôi đấy. À đó, thế nhé. À спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Пока-пока. До свидания.